Tớ hay vì xá con cầm lọ à bị chân chốn thay bằng đà cá tơ khàng sầy chia sầy nía nong ngay mừng cổ cà chia prạ sốt mà phầy mờn đồ la chá bật nát tật tập hiệp nong ngay sầy mừng cổ rô bò hình vì xá nâng chia sầy nía nía prát nây cam vị thi mừng cổ ngay ti mà phầy bạm bầy khai mỉ nía chnăm bì bòn mà phầy buồn ní. Kế khơi miền cà riệp trong cam vị thi láng giang bà nết nâng mờ tàu tàng côn cổ mống côn cầm lọ. Sọc át xa xong khỉa khlăng, bách đôi xa nam nhỏ nhâm sụp phẹt bằng cớ nông ngay đa miên xa đầy xua xa đầy nị. Giang nà mình, nông cam vị thế hai chùm nùn, nâng cam vị thế cạt sọ bèl bật nị đài. Kế có khơi, và tầm miên rô bò xâm đách ai cho đom lục chùm tiêu. Nè thóng miên mục mọt chỉ tràn, nâng bóng ồn sạch nhiết, nè sạch sạch nàl, có đối chia sạch lập bạc co sạch lập bạc cà rà ní là bay. Chôl ruộng cam vị thi nè phê lực, nâng chôl ruộng ọp ọ xà tớ có đối chia chùn bờ, áo đal con cờ mộng con cầm lọ, tràn có cò phỏng đài. Lơ bì ní à vấy đa can tay chạp ở rộm, nóng cam vị thi phê lực ní. Vì thế bằng bẹ trình chiên, anh nụ xa vỡ rí nâng tự tùa thay bằng đà ca. Sẽ rây mừng cốt áp bì bì bì, cầm bóng thơ ai mà hạ chôn nẹ còm trơ. Lớ bằng đà anh sừng cốm chạp ở rộm. Chai cho rộm lế. Tôi lơ thay bằng đà ca đai kháng bro, chun kháng sấy chia prạc đô la mà phầy đồng. Miên chùm nuốt mà phầy mờn đô la ai đọc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.